mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chứ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Suy niệm: trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy môn đệ phải biết tự sửa lỗi của mình trước khi sửa lỗi cho tha nhân. Xem quả, biết cây, hành động của một người sẽ chứng tỏ họ là người tốt hay kẻ xấu. Lòng người giống như một cái kho. Các môn đệ Đức Giêsu cần đón nhận lời Chúa trong lòng để từ đó phát sinh những lời nói và việc làm tốt. Mù dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố, là một thực tế thường xảy ra trong cuộc sống. Vì thế, người mù luôn cần được người sáng mắt trợ giúp để đi đúng hướng và không bị vấp ngã hay đi lạc. Về mặt tâm linh, người mù tâm hồn sẽ dễ quyết định sai lạc, không những gây hại cho bản thân mà còn tác hại khôn lường cho xã hội. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều người mù tâm linh lại không nhận ra mình đang bị mù. Chính do thói xấu, tự mãn, kiêu ngạo khiến người ta luôn coi mình là trung tâm. Suy nghĩ của mình là chân lý và đánh giá người khác theo tầm nhìn hạn hẹp của mình. Đây chính là nguyên nhân gây ra bao nỗi đau khổ cho nhân loại. Về mặt xã hội, những kẻ mù tâm linh, hữu tài vô hạnh thường trở thành những quan tham, những kẻ độc tài gây bao đau thương cho tha nhân. Sao anh thấy cái rác trong mắt anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Người ta thường hà tiện trong lời khen nhưng lại quảng đại trong lời chê. Có thể nói, một trong những tội con người thường sai phạm là thói hay xét đoán, nghĩ xấu, nghĩ quấy cho người khác, nhất là cho những kẻ mình không ưa. Người xưa có câu: việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Nên việc nhìn lại bản thân để tự kiểm cần phải làm hàng ngày đối với các người tín hữu, nhất là những ai đang giữ vị trí lãnh đạo, có sứ mệnh hướng dẫn các tâm hồn. Người ta kể chuyện vui sau đây. Anh A nói với anh B: khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm rất bất lịch sự. Tối hôm qua đã gần 1 giờ rồi mà ông ta còn qua đập cửa nhà tôi rầm rầm. Anh B hỏi: thế anh có báo cảnh sát không? Anh A trả lời: không, tôi mặc kệ ông ta. Xem ông ta như thằng điên, vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn saxophone.
khôn lớn, giọng hát mẹ ru con an giấc. Tình yêu mẹ cho con vui sống, tình mến mẹ cho con vui hát trên đường đời. Nhưng ai có ngờ tình Chúa bao la hay là vượt cao mây núi. Tình của mẹ hiền nào ai sánh bì với tình Chúa yêu thương nhân trần. Hãy hát sướng ca mừng tình Ngài đến muôn muôn đời. Hãy cất tiếng ca tụng danh Ngài truyền đi muôn lối. Hãy không hối ăn năn đầy người đắm trong mê lầm. Bàn tay mẹ nâng niu âu yếm và tháng ngày đưa con tin bước trên nẻo đường đời. Tình yêu mẹ cho con vươn tới, tình mến mẹ tăng thêm sức sống trong cuộc đời. Nhưng ai có ngờ vì yêu Giêsu giáng trần chiều bao cây nắng. Tình của mẹ hiền nào đâu sánh bì với tình Chúa hy sinh cho đời. Hãy hát sướng ca mừng tình Ngài đến muôn muôn đời. Hãy cất tiếng ca tụng danh Ngài truyền đi muôn lối. Trong mê lầm hãy mở hết tâm hồn đón nhận tình Chúa nhân. Khôn lớn tình yêu người cho ta tiếng hát yêu đời. Tình yêu người cho ta say hát, tình mến người cho ta vui bước trên đường đời. Nhưng ai có ngờ tình Chúa yêu thương nhân trần đã mang an chế. Của loài người nào đâu sánh bì với tình Chúa treo thân nhục hình. Hãy hát sướng ca mừng tình Ngài đến muôn muôn đời. Hãy cất tiếng ca tụng danh Ngài truyền đi muôn lối. Hãy không hối ăn năn đầy người đắm trong mê lầm. Nhận tình Chúa nhân lành, hãy không hối ăn năn đầy người đắm trong mê lầm.